Bạn muốn giảm bớt cân thừa, hãy đưa những loại hạt như quả hạnh, hạt rẻ, quả hồ chăn, ốc chó và đậu phộng vào trong chế độ ăn, do những loại hạt này có thể giúp bạn giảm cân cũng như làm giảm nguy cơ thừa cân và béo phì. Phát hiện của các chuyên gia thuộc Đại học Loma Linda Mỹ cho thấy, những người ăn các loại hạt không chỉ ít tăng cân hơn những người kiêng loại thực phẩm này mà còn được hưởng cơ may giảm 5% rủi ro thừa cân và béo phì. Nhiều người cho rằng các loại hạt vốn chứa nhiều chất đạm và có hàm lượng chất béo cao không phải là lựa chọn tốt cho người muốn giảm cân tuy nhiên chuyên gia john sabet thuộc nhóm nghiên cứu khẳng định điều đó không chính xác nghiên cứu của chúng tôi xác nhận các loại hạt không phải là thực phẩm gây béo phì chuyên gia trên nhấn mạnh bên cạnh đó các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng các loại hạt chứa nhiều năng lượng chất béo tốt protein vitamin khoáng chất và hóa chất thực vật các loại hạt cũng có liên quan đến một loạt lợi ích về sức khỏe bao gồm quá trình lão hóa khỏe mạnh và cải thiện trí nhớ đặc biệt là ở người cao tuổi Hãy dùng các loại hạt trong bữa ăn của bạn, đặt nó vào giữa địa ăn để thay cho các sản phẩm từ động vật, bạn có thể ăn đến chán, chuyên gia xà biết nói. Trong cuộc nghiên cứu, các chuyên gia đã đánh giá chế độ ăn uống và dữ liệu về lối sống của hơn 373.000 người ở 10 nước châu Âu trong độ tuổi từ 25 đến 70.